Hey, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Dũng và em quay trở lại với anh em trong video chia sẻ về xe đây. Thì hôm nay Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ anh em về cái phần đó là phần lốp xe nha. Thì anh em biết lốp xe, Dũng sẽ chia sẻ anh em một số cái kiến thức về lốp xe và một số cái xuất xứ từ lốp xe, và cũng như là tại sao lốp xe chúng ta xài nhanh mòn, và một số anh em cũng hay than thở là xe chúng ta lốp xe xài đôi lúc xài những cái thương hiệu tốt nhưng mà tại sao nó nhanh mòn thế, và đôi lúc nó hai bể bánh nữa. Thì ok, thì Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ anh em về một số cái kiến thức để anh em có thể nhận biết và anh em khắc phục, để cho anh em nó giảm bớt tiền chi phí và cũng như là đảm bảo anh em luôn xài những cái lốp xe tự tin chạy vô ngoài đường mà xài lâu dài hơn nha. Ok, thì mà anh em vào video này luôn. Có một cái kiến thức mà không biết anh em có thường hay thắc mắc hay không, mình thì mình cũng hay thắc mắc và mình tự tìm hiểu thử và mình biết như thế nào, thì mình biết chia sẻ cho anh em đây. Thì anh em biết tại sao cái vỏ xe nó thường có màu đen, và anh em thường tại sao cứ suy nghĩ không có khi nào anh em đặt thử câu hỏi tại sao nó không phải màu khác mà là chỉ là màu đen thôi. Thì mình sẽ trả lời luôn cho anh em, đó là vỏ xe nó xuất xứ cũng rất lâu rồi, nó cũng dạng nằm năm 1900 hồi xưa gì đó. Thì anh em biết nó cũng từng làm từ cao su, và cao su thì nó có màu trắng thì nó rất nhanh mòn. Thì người ta đã nghiên cứu, người ta bỏ thêm một cái tạp chất nữa ở đó là cái carbon gọi là carbon đen, nên pha vô thì nó trở thành cái màu đen. Và nó người ta lấy ra để làm cái bánh xe, và đầu tiên thì người ta cũng pha trộn nhiều cái chất khác để cho nó màu khác nhau. Nhưng mà anh em biết á, màu xe thì nếu mà có nhiều màu khác nhau thì nó lẹ dơ lắm. Chúng ta chạy bùn đất này nọ rất là lẹ dơ, và những cái màu á, những cái bánh xe mà sử dụng màu sắc á, thì anh em biết nó khi mà nó tiếp xúc với ánh sáng mặt trời á, thì nó lẹ xuống màu và nó lẹ mòn lẹ hư lắm. Thì lúc đó người ta mới nhận ra đó là cái vỏ xe nó màu đen, nó chất liệu màu đen và sử dụng màu đen thì nó mới bền hơn, và nó không có dơ, nó không có cũ, và nó không bị xuống màu khi mà tiếp xúc với ánh sáng mặt trời quá nhiều. Đó là một cái kiến thức mà mình thấy cũng hay nên mình chia sẻ lại cho anh em đó. Ok, một cái kiến thức mà mình muốn chia sẻ cho anh em đó là anh em thường có hai thắc mắc, đó là tại sao cái vỏ xe trước nó thường hay nhỏ hơn cái vỏ xe sau. Cho anh em coi đây, vỏ xe sau thường hay lúc nào cái thông số, và anh em thấy cái độ bự cũng như là cái độ chiều ngang chiều rộng cũng như là kích thước của nó lúc nào nó cũng to hơn cái bánh trước. Và tại sao như vậy? Thì lúc trước anh em biết là người ta cũng đã từng nghiên cứu rồi, người ta thử nghiệm là hai cái vỏ nó bằng nhau và nó cùng kích thước với nhau thì nó chạy cũng ok. Nhưng mà thực tế khi mà tăng tốc hay này nọ hoặc tải thêm tổng tải lớn thì nó không có giúp cho xe, nó làm cho xe nó ì quá, nên lúc đó người ta đã thiết kế, người ta làm cho cái bánh xe sau nè nó bự để cho nó có độ cứng cáp và cũng như cái độ kịch cộm. Và anh em nhìn từ phía sau thì thấy nó nói chung là nó hùng hậu hơn nha, nên người ta cho cái bánh sau nó bự hơn để nó tải tổng tải lớn và nó giúp cho xe tăng tốc nhanh đó là. Và bánh trước thì nó hơi nhỏ xíu để cho nó dạng giống như anh em chạy nó lướt sóng nó rất nhanh. Đó là một số cái kiến thức nhỏ mà mình muốn chia sẻ lại cho anh em. Nào mình chưa có những cái thắc mắc á, và anh em cũng như là có những cái thắc mắc là tại sao bánh xe trước lúc nào nó cũng nhỏ hơn bánh xe sau. Đó, ok, thì đó là một số cái kiến thức nhỏ của mình chia sẻ lại cho anh em. Ok, có một số video trước mình đã chia sẻ anh em về phần lốp xe rồi, và một số cái thông số nó gợi dạng giống như thông số nhiều anh em cũng không có hiểu lắm. Thì mình đã chia sẻ một số cái thông số nó đơn giản rồi, và một số cái thông số anh em cần lưu ý để anh em biết là cái phần BB nè, 50 hay gì ha, là 49 hay gì đó, BB nè, BC, EF gì đó. Đó là cái phần chỉ số về cân nặng đó nha anh em, chứ không phải 50 để tải được 50kg nha. Anh em cứ có một cái bảng, anh em lên Google mình search thì sẽ biết. Và phần B này cũng vậy, anh em sẽ biết là mình sẽ chạy cái tốc độ là bao nhiêu. Cái B này gọi là để anh em trong cái bảng đó, là cái phần tốc độ anh em chạy tối đa của cái vỏ này. Và đây là chỉ số trọng lượng cân nặng mà anh em tải được trong cái vỏ này nha. Thì anh em nên lưu ý một số cái đó là nhiều chỉ số khác nhau trên những cái vỏ.
là một số cái chỉ số để anh em biết mình chạy xe và mình tải cái số lượng ký nó bao nhiêu. Chứ anh em thường đôi lúc mình có cái xe thì anh em cứ thường là cứ tận dụng nó tối đa lắm, anh em cứ thường chở rất nặng, đôi lúc chặt 2 chặt 3 nữa, mà số ký của mỗi người nó khác nhau nữa, cộng lên đôi lúc nó qua cái số ký. Một số anh em khác thì hứng nha, anh em cứ test xe liên tục, cứ lên ga xuống ga và chạy tốc độ và nói chung là bất chấp, thì nó cũng là ảnh hưởng đến phần lớp xe chúng ta rất nhanh mòn, và nó gọi giống như là xài theo kiểu là phá xác, nó rất nhanh mòn nha. Ok, đó là một cái lưu ý về cái yếu tố nó dễ mòn cho xe chúng ta. Theo đó là anh em xe chúng ta lắp xe rất nhanh mòn, đó là do anh em, một đó là anh em chạy những con đường dạng là những con đường gồ ghề quá nhiều, lên núi xuống núi, hoặc đôi lúc những con đường ổ gà, ổ voi, đá đỏ, đá bi, đá tùm lum hết, thì nó dạng cái mặt tiếp xúc á, mặt tiếp xúc nó sẽ không đều, thì nó rất nhanh mòn. Và nó mòn á, thì anh em biết á, thì nó sẽ bị cấn rất nhiều, do anh chạy những con đường gồ ghề nó cấn, nó mòn theo những cái dạng giống như khu quẹo á, có một bên thì nó mòn, một bên thì nó không mòn, ở lúc một bên thì nó còn gai, một bên không còn gai, thì đó cũng là cái yếu tố là do chúng ta chạy trên những con đường quá gồ ghề. Ok, yếu tố tiếp theo về cái phần lốp xe rất dễ nhanh mòn, đó là anh em biết lốp xe thì nó thường hay giống như là nó chất liệu nó khác nhau, và nó có những cái dạng tông khoa học, tông hóa học này nọ, thì nó người ta gọi là cái nguyên tử hay gì đó, tất cả nhiều thứ khác thì nó luôn chuyển động, thì người ta sản xuất ra là bánh xe là dùng để chuyển động và liên tục. Thì anh em thường anh em không có chạy xe, anh em để nhà thời gian thì tự nhiên nó rất mau, cao su nó rất mau xuống nha, vì xe nó phải chuyển động, thì những cái trong đây nó phân tử này nọ nó mới chuyển động theo cái chiếc xe, thì anh em biết nó mới có tác dụng, và nó sẽ làm cho cái xe cũng như cái vỏ xe nè nó nhanh, nó không có mòn nhanh á. Và anh em cứ để nhà liếc thời gian nó xuống rất nhanh nha, đôi lúc để nhà không chạy mà lại nó mòn nhanh, nó bị dễ bị nứt nhanh hơn nữa. Đó là một cái yếu tố là anh em không chạy nha. Ok, thì một cái yếu tố mà làm cho vỏ xe chúng ta rất nhanh mòn á, đó là anh em thường hay là gì, anh em thường hay thắng rất nhiều, thắng lết bánh, thắng chặn hết ga, thắng lết bánh, thắng gọi là kéo xe luôn, thì nó làm cho vỏ xe chúng ta cực kỳ nhanh mòn luôn nha anh em. Và một số cái yếu tố nữa đó là gì, nhanh mòn nữa đó là anh em mua những cái vỏ xe không có thương hiệu, những cái vỏ xe giống như anh em mua lại của người khác, và anh em cũng không biết xuất xứ từ đâu nữa, đôi lúc người ta tái chế hay người ta làm gì anh em cũng đâu có biết được, thì anh em chạy nó rất nhanh mòn nha. Đó là cái phần nhanh mòn về cái lớp xe. Giờ thêm một cái yếu tố mà xe chúng ta rất nhanh mòn, đó là anh em thường hay không có để ý có phần bơm bánh xe, thì anh em thường hay bơm bánh xe nó không có đúng tiêu chuẩn, cũng như là bóp nó hơi vừa cứng thôi, nó dạng nó cứng nhưng mà nó không cứng quá, nó không có căng quá, thì nó khi mà căng quá thì anh em chạy diện tích tiếp xúc nó ít, nó nhanh nhưng mà nó cũng rất mòn. Và một số cái khác đó là anh em bơm thì nó bơm hơi bơm quá mềm, thì nó sẽ tiện diện tích tiếp xúc nó quá mềm, mà anh em chở nặng nữa thì nó lẹ, rất lẹ mòn nha. Thì anh em đó là cái phần anh em nên để ý cái phần bơm bánh xe. Ok, thì anh em biết thêm một cái yếu tố mà làm cho cái vỏ xe, cái lớp xe của chúng ta rất nhanh mòn, đó là anh em biết đó là anh em bo cua quá nhiều. Anh em thường những cái đoạn đường của mình chạy từ đi học đi làm hay gì đó, hoặc những cái con đường anh em di chuyển á, nó có rất nhiều cái cua, và anh em cứ bo cua quá nhiều thì nó rất nhanh mòn. Đặc biệt là thêm một cái yếu tố rất nhanh mòn nữa, đó là anh em không vệ sinh cái vỏ xe của mình. Và khi anh em không vệ sinh á, thì nó sẽ bám rất nhiều bụi bặm, và nó rất lẹ cũ, và nó cũ thì nó xuống cao su, và cao su nó từ từ nó mục, thì anh em càng chạy càng mòn nha. Ok, đó là cái yếu tố làm cho cái lớp xe nó nhanh mòn. Ok, thì anh em biết á, nãy giờ mình đã chia sẻ anh em về một số cái kiến thức về cái vỏ xe cũng như là cái lớp xe, khi nào cái lớp xe nó nhanh mòn, tại sao nó nhanh mòn, và anh em nên tránh những cái trường hợp đó để xe chúng ta không có, lớp xe chúng ta xài được lâu dài ha. Thì một số cái nữa đó là cái một số cái kiến thức về lớp xe và một số cái thông số về lớp xe mà mình đã chia sẻ trong video này. Thì anh em cảm thấy video này ok thì anh em cứ chia sẻ hoặc nhắn like nha, một số anh em khác thì comment bên dưới cho mình biết. Thì video của mình tạm dừng tại đây. Xin chào anh em, hẹn anh em trong những video tiếp theo. Xin chào.